đáp ứng yêu cầu chúng ta, nhưng mà nói về cái mức độ mà để mà mức độ sử dụng ấy thì nó hoàn toàn là không thể bằng được các cái phần mềm mà nhiều người đang sử dụng như CAD và các cái phần mềm kem lớn khác như MasterCAD hoặc là các phần mềm hỗ trợ thiết kế kem 2.5D như là Inventor. Thì nhưng mà tôi sẽ vẫn cứ dạy hoàn toàn các bạn trên cái phần mềm này, nhưng mà lưu ý đây là thiết kế của nó mang phục vụ là của kem, nên nó riêng phần mềm SimSolid Edit này thì hoàn toàn chỉ 2D thôi, chỉ có thiết kế 2D thôi. Thì để mà ra thiết vẽ những cái bài này thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi vẽ các cái bài như này. Thì để mà gia công cái này thì chúng ta chỉ cần vẽ hình chiếu bằng thôi. Quan sát thì mình đã lập ra một số bài để cho ví dụ để chúng ta có thể viết. Thì bài này chúng ta quan sát kỹ, tôi sẽ thao tác vẽ các cái hình như sau này và này. Thì phục vụ tại sao tôi lại chỉ vẽ những hình như này, bởi vì những hình này là những hình này phục vụ cho máy quay và máy tiện. Tôi sẽ làm hai cái máy chính trong cái phần mềm này. Bắt đầu chúng ta sẽ đi thực hiện vẽ chi tiết này trên phần mềm MasterCAD. Thì chúng ta quan sát hết các kích thước này và lưu ý kích thước ở đây là từ đây đến đây là 50. Do tôi hôm nay có một chút bận bịu trong công việc nên tôi đã đi thiếu một kích thước là 50 đây. Một cách này đến một cách này là 50. Thì bắt đầu các bạn vẽ theo tôi nhé. Quan sát tôi vẽ và lần thứ hai sẽ là để vẽ thì chúng ta sẽ vào mục CNC và New Drawing. Thì nếu mà ban đầu của các bạn ấy mà hệ thống này nó vẫn còn các cái lưới, thì để mà tắt cái lưới đấy đi thì các bạn vào như sau, bật qua này và chọn về cái chế độ CNC này, và nếu mất tọa độ thì bạn sâu tọa độ lên nhé. Còn nếu mà muốn mất lưới thì các bạn tích vào cái biểu tượng là bỏ cái sâu grid đi. Cái sâu grid này chính là cái hiển thị các cái lưới, thì chúng ta không muốn nó nữa thì bỏ đi, rất tốt thôi, cũng chẳng có gì cả, thì thói quen thôi mà. Bỏ đi là tốt, bỏ đi là tốt và nhận lại là xấu. Bắt đầu chúng ta sẽ vẽ một cái hình rectangle trước. Thì lưu ý này, trước khi bỏ lưới sau đó thì chúng ta sẽ nên kích hoạt tất cả các sàn áp này, các cái bắt điểm này. Thì thường thường muốn kích hoạt ấn vào on này, muốn bỏ kích hoạt ấn vào disable on snap thôi. Cái chức năng này là chức năng vẽ của nó này, và chức năng này là chức năng zoom của nó, view và zoom, zoom on và zoom. Zoom này là zoom to lên và zoom này zoom nhỏ đi. Zoom on nữa là sẽ là cho nó fit vừa đủ cái màn hình. Còn cái zoom window này chúng ta sẽ cho phép chúng ta lựa chọn hai điểm để nó kéo full cái màn hình ra. Tiếp đến là cái chức năng modify. Thì trong cái chức năng modify này, cái này nó làm về cái chế độ đi trim này gần như giống với cái MasterCAD. Tiếp đến là cái chế độ filter, palette này, chopper và chế độ break là cắt một cái đoạn thẳng này. Và chế độ này là join cộng cộng đoạn thẳng, delete, remover duplication. À, cái chức năng remover duplication này thì nó hoàn toàn giống hệt cái chức năng MasterCAD, nó có một cái chức năng cũng là xóa các lệnh trùng, các đường trùng nhau. Ví dụ như là nó vẽ một đường trùng nhau đây, đây giả dụ như bạn nhập tọa độ là không không và ấn apply. Tiếp theo nữa bạn cũng nhập tọa độ đây và cũng đây tiếp. Thì bây giờ nha, bạn sử dụng lệnh duplicate này thì ấn ok đi và select chọn cái này thì nó sẽ đấy, nó sẽ xóa các đường trùng nhau đi. Rồi rồi, tiếp theo trong cái lệnh trong cái tab modify này thì có offset và mirror. Những cái lệnh này một người trong cái giới CAD thì không biết nữa thì cũng chịu rồi, không thể học được cái gì nữa. Offset nữa là di chuyển ra một khoảng và di chuyển. Mirror thì đối xứng. Translate thì thường thường chúng ta nếu mà những cái đơn giản thì chúng ta nên sử dụng cái Translate này. Translate này chúng ta có thể di chuyển một cái nào đó theo ý chúng ta, theo các cái góc độ, tọa độ, và nó cũng có chế độ copy thì chứng tỏ nó cũng không khác gì lệnh offset này. Đây là undo,
undo, và đây là rotate, quay lại cái bước đã làm trước đó. On snap thì đã nói rồi, và các cái draw là boy này, fit queen vẽ đường thẳng hai điểm, vertical thẳng đứng và helical là nằm ngang, hai đường thẳng song song và vẽ theo tọa độ cực. Rồi, rectangle, tangent và đường tròn đi qua một điểm và bán kính của nó, đường tròn đi qua hai điểm, đường tròn đi qua ba điểm. Và đây là các cung tròn thì nhìn biểu tượng nó chúng ta có thể đoán được cung tròn đi qua điểm, cung tròn điểm tâm và bắt đầu và điểm và kết thúc. Rồi, cung tròn hai điểm. Tiếp theo nữa là các cái hệ thống về Python. Thì như Python thì nó cũng có cái hệ thống như là rectangle và circle. Thì hai cái này hoàn toàn giống trong kép và giống trong kem, cái nào cũng có. Đây là text. Còn đây là các cái ứng dụng về gia công. Thì tôi sẽ hướng dẫn mẹ hai máy và Vlink và Tony, Wi-Fi và máy tiện. Các chức năng trong hệ vẽ này tôi đã hoàn toàn nói hết này, các chức năng đó. Bây giờ để thực hiện một cái bài tập ví dụ cho các bạn quan sát nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ quay lại để vẽ cái bài mà chúng ta đã để đây. Chúng ta vẽ hết những cái bài này. Thì tôi sẽ lấy ví dụ này trong cái mục bài hôm nay là vẽ, bài ngày mai là gia công. Thì bắt đầu tôi sẽ làm như sau. Để vẽ nó thì tôi sẽ vào đây và vẽ một cái rectangle. Lưu ý là cái phần mềm này nó chỉ cho phép chúng ta nhập vẽ theo cái hệ tọa độ. Thì chúng ta nhập tọa độ vào đây. Và nó cũng rất chi là thông minh. Hiện nay nó đang để chế độ Machine Zero, nó ghép bằng 0, Machine Zero X 0. Thì các bạn chắc chắn là một người, kể cả là một người bình thường bên dưới kép can thì cũng đều biết là cái tọa độ của trên cái máy tiện thì đều là tọa độ ZX thôi, nó không có trục Y. Thì nó ra câu theo phương trục chính là phương Z và phương vuông góc của trục chính là phương X, bàn xe dao ạ. Thì trong cái bàn này ZX này, thì chúng ta vẽ cái đấy là kích thước như sau. 25 Z là 25, X là bằng 50 và Z tiếp nữa là 25 là 50, X là 50. Tôi có thể quan sát lại cái tiếp hình nữa một chút. Âm 25, tôi nhầm một chút, 50. Đấy. Thì cái này nó cũng tương đối là cũng có những cái tác dụng phụ giúp rất tốt này. Ví dụ như đây thì bạn tích vào đây thì bạn có thể bo tròn tất cả các góc ở đây, là ví dụ như yêu cầu đổi bài là 5 thì chúng ta có thể bo tròn tất cả các góc ở đây là 5. Ấn nắp la. Tiếp đến nữa, chúng ta vẽ một cái rectangle ở trong để vẽ các đường tròn. Ví dụ như là rectangle này là có kích thước là 30 80 thì chúng ta sẽ nhập là Z bằng -40 15 40 và -15 và bỏ cái chế độ không nơi đi. Apply. Tiếp đến thì có thể vẽ một cái cung tròn. Rồi, ta vẽ tiếp các đường tròn, center. Và các tọa độ thì chúng ta biết điểm rồi, chúng ta còn nhập, chúng ta nhập bán kính của nó. Ví dụ đường tròn này là đi 6, bán kính 3. Nhập lên. Và đây. 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 Apply. Sau đó thì chúng ta xóa hết các cái đấy. Tiếp tục xóa. Rồi. Tiếp đến tôi sẽ vẽ một các cung tròn ở góc ngoài này.
center và vị trí của nó đấy thì chúng ta biết rồi thì không cần nữa. Chúng ta sẽ làm người. Nhìn như các bạn biết đấy, thì cái hình như này thì cái kích thước này của chúng ta là kích thước phải là rồi, tiếp đến chúng ta có thể vẽ luôn hai cái rectangle ở hai bên đây, hai rectangle này kích thước là 10 và 20 và cách này là 14. Chúng ta vẽ nhanh nhé, máy cũng hơi đơ một chút, phần mềm nó rất nhẹ thôi nhưng máy của tôi nó có vấn đề hơi đơ một chút, thì các bạn cố gắng quan sát nó có một số vài cái hơi có nhìn một chút. Kích thước là x5. Bằng âm 5 này và y là bằng 10. 10 đi. Y bằng 5 và x bằng 10. Y bằng âm 5. Đúng ngược lại thế thôi. Hoặc chúng ta có thể nhập luôn cái tọa độ x bằng 0, y bằng 0 đi. Đấy, cái này, ăn 20 luôn. Này lúc nãy là tôi viết thừa và dấu trừ đây thì nó sẽ không hiện thị, xóa đi, các bạn lưu ý cho quá trình này. Thì cái đường này thì nó cũng bo thì chúng ta sẽ có thể tích vào cái bo này, nó ví dụ như bo bán kính là tôi nhìn nhớ là không nhầm là 2 rồi ông la. Thì cái việc bây giờ để làm sao để cho cái hình này nó cách ra đây một khoảng là 14, âm 14, thì chúng ta làm như sau này. Ta sử dụng luôn lệnh translate, thì nó yêu cầu hỏi là translate from from thì từ đâu, từ đây rồi, từ đây nhập rồi đấy nha, nó hỏi là từ đâu, bạn tích vào từ đây bắt đầu đây, thì cái điểm to tới là đâu thì x là âm 14, bạn nhập âm 14 vào, y bằng 0 thì để 0. Thì nó hỏi là copy hay có copy không, thì không copy thì chúng ta sẽ di chuyển thôi, thì chúng ta tích vào đây chọn từng đường một và nó sẽ di chuyển cho chúng ta. Tiếp đến rồi, như vậy là xong quá trình này, chúng ta ấn nghỉ. Thì để mà lấy đối xứng của cái này sang bên đối diện này một cái thì chúng ta sẽ làm sao tạo một cái đường thẳng đứng này, tọa độ là không không apply. Thì sau khi vẽ cái này rồi chúng ta sẽ sử dụng là mirror. Thì sau khi lệnh render chúng ta ban đầu chúng ta sẽ select chọn luôn cái đường thẳng là đường đối xứng đây và chọn từng đường một bên này, thì mình nói thẳng là về cơ bản thì cái lệnh này như thế là nó là tối ưu nhất này, à có nghĩa là nó tối giản nhất rồi, nó không còn các bước lựa chọn bắt buộc là phải lựa chọn cái đường này, đầu tiên là đường lấy đường tâm đối xứng thì nó rất phù hợp cho những cái người thiết kế mà không chuyên thì có thể sử dụng cái phần mềm này được, học nó cũng dễ học thôi nhưng mà nó không hiện đại. Thường thường những cái hiện đại thì đôi khi làm cho những người khác có học thật thì sử dụng cái này là hợp lý. RAM 10 này đây, vẽ một bên thì chúng ta sẽ lấy đối xứng, sau này chúng ta lấy đối xứng. Thì tiếp theo để làm sao để mà có thể vẽ được các cái góc lượn này thì chúng ta sẽ làm như sau, và chúng ta xem lại đúng RAM bằng 2 nha, và bây giờ vẽ góc lượn này RAM bằng 5 thì chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ vẽ đường tròn và nhìn biểu tượng tiếp xúc hai cạnh này, chúng ta nhập luôn bán kính nhào 5, chọn đường này và chọn đường này, nó hiển thị ở đây rất nhiều đường, chúng ta sẽ chọn một cái đường mà chúng ta cần, chọn đường này tương tự như này và đường bên này, nó sẽ hiển thị rất nhiều đường, chúng ta chọn chọn đường này. Bây giờ
Bây giờ là đến cái tiết mục chim thì chúng ta sẽ chọn một cái hệ thống chức năng chim này để cắt intersection. Và chọn cái này. Chọn cái này và chọn cái tiếp cái này. Chọn cái này, chọn cái này. Và chúng ta có thể undo lại đi, chọn lại. Và chúng ta đổi cái lệnh. Đổi một chút. Rồi. Tiếp đến đây thì chúng ta sẽ mirror, vẽ một cái đường thẳng trước và mirror. Đây và